nhiều người nghĩ rằng mentor là cái tên cao sang có danh phận nhưng thực sự mentor chính là những người cố vấn người hỗ trợ bạn trong công việc gia đình hoặc cuộc sống thường ngày mentor là những người đi bên cạnh dẫn hướng và đem lại những thông tin bổ ích cho bạn phát triển theo lối tích cực hơn sự giúp đỡ của mentor quan trọng như thế nào nếu bạn may mắn có được một mentor thì hãy trân trọng đi nhé vì mentor sẽ là người bạn người thầy giúp đỡ chúng ta trong nhiều vấn đề khác nhau cụ thể thì mentor giúp bạn hiểu được bản thân đang phát triển hoặc tụt lùi vì mentor sẽ luôn sát cánh bên nên bạn nên dễ dàng nhận thấy bước đi của bạn là tiến hoặc lùi và có những lời khuyên phù hợp nhất